Ngoài sự cố gãy răng có cái thai mà đập vừa đôi khi đau quá đập hụt lực nó cũng phải có thuốc giảm đau chứ. Chứ không phải là giỏi làm cao thủ hả? Cao cái đầu tôi cao cũng phải cao vừa vừa đấy, cao mà nhai luôn nguyên trái dừa ai mà nhai nổi má. Trời ơi làm tôi tưởng tốn tiền quá à, thôi lấy tiền lại. Đúng. Ê, là quan phí mà. Ê, chắc cái ná cái trời ơi sáng giờ tôi diễn đổ mồ hôi sôi con mắt luôn á, không được cái đồng nào hết trơn á. Tốn thêm gì thuốc giảm đau nữa. Quỷ yêu quỷ thần gì. Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ai Cũng Bật Cười. Và sau đây là tiết mục Gương Cười. Và vị khách mời đến với chúng ta ngày hôm nay đó chính là một nam diễn viên tài tử điện ảnh kịch nói sân khấu đang rất hot trong thời gian gần đây. Anh ta sở hữu một vẻ đẹp thiên thần lãng tử, một vẻ đẹp không tì vết. Vâng, xin chào đón nam nghệ sĩ Anh Đức. Chào quý vị khán giả. À, có lẽ là giới thiệu hơi nhầm. Đây là sở hữu một cái làn da rất là nhiều quá. Không cần nói nữa đâu. Bây giờ mình vô thẳng vấn đề nha Đức. Thật sự thì Thành với Đức ở ngoài cũng khá là thân. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhiệm vụ của Thành thì Thành phải làm thôi. Đức đã xem chương trình Ai Cũng Bật Cười với tiết mục Gương Cười chưa? Xem rồi, và đây là tiết mục rất là thú vị. Thú vị ở cái chỗ là tôi tới đây để cho mọi người hài tôi. Nói hài thì cho vui thôi, chứ thật sự sẽ có rất nhiều thử thách thú vị đang chờ Đức ở phía trước. Và với tư cách là một người bạn thân, không thể nào mà Thành không hỗ trợ Đức. Đây là thẻ quyền lực. Cảm ơn. Chưa được. Để Thành giới thiệu cái đã. Nếu Đức vượt qua được thử thách của chương trình với dĩa bánh này thì Đức sẽ được nhận thẻ quyền lực. Thẻ quyền lực có tác dụng, Đức có thể thay đổi vai trò và vị trí từ khách mời sang chủ nhà để hành ngược lại anh Trường Giang. Quý vị khán giả đã rất rõ thể lệ này rồi, và Thành chỉ muốn phổ biến lại Đức một xí thôi. Ăn bánh rồi đúng không? Ăn bánh nhưng mà không phải ăn bánh đơn giản. Đang nói. Không, ăn bánh đơn giản lắm. Nhưng mà mình ăn như thế nào? Ăn hết dĩa bánh này. Không, chỉ cần một cái bánh thôi. Thành sẽ để lên đỉnh đầu của Đức. Đây rồi, rồi không. Giữ thang bàn, đừng để cho bánh rơi. Khoan, mình phải biết nó nằm ở đâu chứ. Nằm suốt ở trên đây không thấy. Rồi, nằm ở đó. Rồi Đức sử dụng hết tất cả những cơ mặt gọi là biến thái bệnh hoạn của Đức. Mình di chuyển miếng bánh sao cho tới cái miệng của Đức. Đức ăn được miếng bánh, Đức sẽ là người chiến thắng. Không nói nhiều nữa, Đức có 20 giây. Và 20 giây, bắt đầu. Xuất sắc quá Đức ơi. Xuất sắc quá coi chừng rớt quá Đức ơi. Rớt rồi. Quẹo. Xuất sắc. Đức dừng lại ở mức 15 giây. Còn 5 giây nữa, ăn hết bánh mới tính. Đã đủ, ăn hết bánh đi. Xong chưa? Còn miếng kem kìa. Xong chưa? Nói chuyện đi mới tin. Rồi, xong. Chấm miếng 20 giây. Chúc mừng Đức. Và bây giờ chiếc thẻ quyền lực sẽ thuộc về anh Đức. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trò chơi chính. Xin mời Đức. Ra
Sư phụ! Sư phụ! Đừng có nhận sư phụ bừa. Ta không bao giờ nhận đệ tử một cách bừa bãi như vậy. Ngươi là ai? Sư phụ! Sư phụ! Buông ra! Cũng hên là ta bận cái đầm dài. Muốn gì? Ngươi đã đây với mục đích gì? Kính thưa sư phụ. Kính thưa sư phụ. Đệ tử muốn học võ công. Đệ tử muốn học võ công. Xin sư phụ. Xin sư phụ. Hãy nhận lầm. Hãy nhận lầm. Đồ đệ. Đồ đệ. Thôi được. Vì cái quần của ta đang bận, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đại ơn sư phụ. Đại ơn sư phụ. Đầu tiên, ta muốn thử nội công của ngươi xem thâm hậu đến đâu. Đây là chiếc cột dùng để khổ luyện võ công. Ngươi hãy dùng tất cả những gì tích tụ từ bao nhiêu năm nay. Ngươi chữa một chưởng cho ta xem nội công ngươi tới đâu. Tuân lệnh sư phụ. Mời. Tuân lệnh sư phụ. Mời. Áo công phu. Ngươi. Người ta dùng nội công, người ta chưởng lúng vô thì mới tính. Còn ngươi lấy miếng gỗ đắp vô để làm cái gì? Làm đi. Lấy được một khúc gỗ ra, ta sẽ nhận ngươi. Chưởng thật mạnh một cái vào, thật mạnh để có quyền cơ xuất hiện. Ngươi bị ta gạt rồi, đau lắm phải không? Chưởng nữa đi. Có dấu tay rồi. Ta đó, cá khi sự thông minh ứng biết của ngươi. Xong phần thi thứ nhất, phần thi nội công đã xong. Mời hai người bước lên đây. Và phần thi tiếp theo đó là phần thi dùng nội công của mình để đập vỡ tảng đá. Mời hai đồ đệ chân truyền của ta đem tảng đá vào đi. Tốt. Hai người hãy nằm xuống nào. Nằm ngửa ra. Đặt hai tảng đá lên. Ôi trời, mỏi tay quá. Hai tảng đá là vào hai vị trí cố định. Đây, hãy dùng chiếc búa này đập vỡ tảng đá đó cho ta. Quá. Cầm đi. Búa còn đâu? Viên đi cho hỏi ta. Đi đâu vậy? Ông chị ơi, có lấy búa em không? Có lấy búa em không vậy? Trời đất ơi, trả cái búa đây. Xong. Đập đi. Búa rồi này sao? Đập thiệt không vậy? Đập thiệt. Đập thiệt đó. Thôi chết con ha. Bên đây thể hiện cho ta xem trước nào. Làm đi. Áo cục phù. Làm đi. Đó, em xin lỗi anh. Nó không nát.
Rồi đến. Quá thật là lầy lội. Cảm ơn người. Dừng lại đây, ta sợ người bị liệt toàn thân thôi. Sư phụ, sư phụ, chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì? Con đã xong, hãy nhận con làm đệ tử. Sư phụ, con đã xong, hãy nhận con làm đệ tử. Sư phụ, đâu? Tạm thời hai người đã vượt qua thử thách thứ hai. Nãy giờ ta thấy hai người đã hao phí rất nhiều công lực. Ta sẽ bồi bổ cho hai người. Tới đây. Ăn đi. Ăn đi. Hãy thể hiện khả năng ham ăn hút uống của mình. Ăn hết trái sầu riêng này. Sau đó đưa hộp cho ta xem. Ta sẽ suy nghĩ lại. Làm đi. Hãy nhìn vào phi tiêu. Hả? Hãy nhìn vào phi tiêu. Tất cả hãy nhìn vào phi tiêu. Tất cả hãy nhìn vào phi tiêu. 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 Và nhìn lại đây. Quá không đơn giản. Và nhìn lại đây. Cái bóng này, làm gì thì làm lẹ đi. Dĩa yeah, đây nè. Chào phi tiêu. Ăn đi ông nội. Ăn đi rồi trả hộp. Ăn đi ngon ngon. Bao ăn bao ăn. Nhả hộp nè. Bao ăn nhả hộp nha. Hai miếng quá vậy. Xong chưa, xong chưa, xong chưa. Gần hết giờ rồi. Trời, cái hộp ra nè. Dở cái mặt cái hộp lên cho ta thấy. Trời ơi, tao có giấy này hộp lép vậy trời. Chuyện ai về nổi bụng chắc luôn mà. Hết giờ. Xuất sắc. Và đây là thành quả của người, cũng như thành quả của chiếc bóng này. Tốt. Ăn uống no nê rồi, bây giờ chúng ta thi tiếp. Phần thi tiếp theo mang tên thử tài thiện xạ. Trên tấm bia kia là điểm hồng tâm đang sáng lấp lánh. Hai người hãy dùng tài thiện xạ của mình phóng trúng ngay hồng tâm. Hồng tâm di chuyển ở đâu, hai người phóng ngay điểm đó cho ta. Làm được không? Tốt lắm. Tuyệt vời. Cô càng khâu tay. Hồng tâm của ngươi đi. Hồng tâm của ngươi đi.
phóng đi, cố định rồi đó, phóng ngay đi, đã cố định rồi kìa. Đâu có nằm trên đầu của người đó, phóng lên. Không thấy đường lấy gì phóng, khó quá hả? Phóng đi, phóng cho dính thật chặt vào. Tốt, như vậy là phần thi thử tài thiện xạ đã xong. Và tiếp theo sẽ là phần thi thử thách khả năng công phu của ngươi. Phần thi mang tên thử tài vật nặng. Đây là 5 chiếc xô dành cho ngươi. Hãy giữ thăng bằng cho ta xem. Tiếp theo, hãy nâng vật này cho ta bằng bất cứ một phần cơ thể nào.
Tiếp theo sẽ là một phần thi đơn giản hơn những gì nãy giờ rất nhiều. Đó là phần thi tự giải thoát bản thân. Đây là chiếc lồng ta dùng để nuôi con chó bẹt xe của ta. Bây giờ ta dùng nó làm thử thách cho ngươi. Hãy chui vào chiếc lồng sắt này bằng cách nào đó không cần biết, tự giải thoát cho mình. Phép lại. Hên cho ngươi lắm. Và bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo. Đánh trống hội. Đánh trống là một loại hình nghệ thuật. Nó mang đến con người ta cảm giác nô nức háo hức. Bây giờ ta đổ nước đầy sắp mặt trống. Hai người hãy biểu diễn vũ điệu, những vũ điệu say mê lòng người nhất cho ta nghe. Mời. Ta nghe tiếng trống bên đây rộn ràng nô nức. Bên đây sao ta không nghe gì hết à? Không lấy nữa. Ngươi tung tung. Tiếp coi. Tung tung. Tông. Tốt. Tông. Tông chưa làm lại tông khoa đi đang nhập mê em hả? Làm giống bệnh. Đợi xíu, cái gì vậy? Giấu cái gì mà kỹ vậy trời? Thẻ quyền lực. Mời hai người đổi vị trí cho nhau. Bây giờ chủ nhà sẽ thành khách và khách sẽ thành chủ nhà. Bắt đầu. Không có tiếng. Ủa
Chà, lông chân nhiều dữ. Tuyệt vời. Giơ tay ra nào. Xuống nào. Đỡ, đỡ. Đã, đã. Ướt cái bàn tay đâu. Ấn, ấn, ấn bụng xuống. Ấn bụng xuống. Ấn, ấn bụng xuống. Ấn xuống. Mạnh xuống. Ấn mạnh xuống. Và thế quyền lực đã hết hạn. Phụ hoàng, sao nãy sư phụ không nói là bao nhiêu lâu hết hạn? Sao nãy sư phụ không nói là bao nhiêu lâu hết hạn? Thì muốn hết hết thôi chứ giờ muốn làm tiếp. Chưa tiếp. Muốn làm tiếp. Tiếp. Còn tiếp đi, tiếp đi. Còn. Trời đất ơi. Ê, quần này lên hình được không? Được, được, được. Nhưng cái điều ghét nhất là cái chuyện mà ập mặt tôi vô cái này tôi cũng chấp nhận được. Ủa Thành, mà sao nãy em dở quá, lên đó nè. Đây nè, hồi nãy là Thành thiệt đúng là diễn không có, không có, không có. Để anh Thảo diễn thử cho nó coi anh Thảo. Không phải, em là chủ nhà, em phải biết cách để sao em lèo lái hai người này chứ em bị hai người này dìm đầu em vô. Ai biểu cho Hoàng Đức làm tiếp thì mình phải dừng lại đó là ờ đúng rồi, lúc đó không, tôi nhất định giờ này là hết giờ rồi, không có giờ để phát sóng nữa. Sư phụ mà bất tài vô dụng. Tự nhiên ta nói còn giờ cái thùng cũng còn giờ, rốt cuộc bị trúng cái đầu vô. Không sao anh, bạn bè mà. À, bạn bè em gì bạn bè. À, dạ, để bạn bè thỏa mãn cái thú tính của bạn là được. Hy sinh rồi Đức không? Ủa Đức hồi nãy cái game đó là em sợ nhất là anh cái gì nhất? Ờ cái game hồi nãy hả? Em sợ nhất là cái chỗ mà bị thằng mập này nó lấy cái búa tạ đập cho mình em. Thôi Thành bộ nó nhát lắm hả? Nhát lắm, anh ở ngoài chơi đầy đủ nhưng mà trò chơi nào liên quan đến quá, ngứa quá là nhát luôn vậy hả?